cô làm nhiêu tiền cô cho nó ăn, mua đồ ăn nó hết trơn. Thì mua cái đâu bán đâu, còn cái đồ đi bán. Rồi mua thịt cho nó bán. Đi. Ai đâu bán? Đây, thằng con của cô. Nó mặt rồi. Giống con vậy. Vậy hả? Ờ. Nó giờ đứng đây nó lên chợ rồi. Cái này nhà trọ hả cô? Nhà trọ á. Nhà trọ mình. Nhà trọ mình hả? À, tối con quay lên cho cô coi đi nha. Dạ. Mà bây giờ cho chưa lên được khỏe rồi đó, chết rồi. Mà bây giờ con hỏi thiệt nè. Là tại sao mình không có nuôi nữa? Tại vì bà nhà chủ nhà bán cho. Chủ nhà không cho hả? Chủ nhà bán cho nuôi nhiều. Giờ không cho nuôi nhiều mình kiếm nhà khác, mình kiếm chỗ mình nuôi. Ở đây quen rồi con. Vậy hả cô? Ở đây quê cô ở đâu? Quê cô ở ngoài Quảng Ngãi lận. À ngoài Quảng Ngãi lận hả? Dạ. Tổng cộng là 4 bé hả cô? 5 bé, 4 5 bé luôn hả? À. Cho 3 bé. Con này con mù nè, con để lại con mù. Tao bỏ được qua đường, bắt về nuôi luôn. Trời ơi, tổng cộng là 6 bé luôn á hả? Bớt rồi đó. Bị mù hả? Nó bị mù hai mắt, nó thấy được không? Vậy hả? À, nó lũi lũi nó đi không à. Con mà. Trời ơi, là mà mấy con bé chó này con hỏi thiệt cô là ở đâu, từ đâu cô có, cô mua hay sao? Cái này mua, mua hồi nhỏ luôn. Người ta cho, cái này người ta cho. Còn cái này hả, cô mua nè. Nó đẻ ra đó, con này con đó à, cái con mà vú đồng thòng là con đó cô mua và xong mới đẻ ra mấy con kia ra. Còn mấy con dện dện là con đó luôn, ta cho luôn, cho dện ta cho. Dạ đó, nó cắn con này nè, lọt đòi con mắt rồi nè, con này nè chó kia 10 tuổi rồi, 10 năm mà cái quả vậy đó, 10 năm mà cái này cô nuôi lâu chưa mà sao đuổi mấy mấy nhà chợ không cho nuôi? Không cho nuôi vì cô nuôi lâu lắm rồi, thì nuôi lâu quen rồi xong xong để nuôi không. Rồi nó nuôi lúc nó quá phê chưa làm, còn cây cối cầm mà. Tao biết sao à. Không? Bạn anh ấy, nó thấy cô nuôi chó nhiều quá rồi, bạn anh. Vậy hả? Cô công việc của cô mỗi ngày làm gì? Đi lượm dây chai. Đi lượm dây chai hả? Rồi nhà này thuê nhiêu tháng cô? Triệu rưỡi. Triệu rưỡi rồi lượm dây chai rồi sao đủ sống? Thì đó, đó. Làm ngày nào lắp cho nó. Cho nó ăn đồ, mua đồ ăn hết. Còn ông này cũng bệnh, ông ở nhà có mình cô đi làm mà. Trời ơi. Rồi con cái nó đi làm gì không? Nó là anh thất nghiệp, nó là làm xương nước nó thất nghiệp. À. Con mình cô đi lụm mà. Dạ. Thì coi như là hoàn cảnh của cô là chủ nhà trọ cũng không có cho nuôi nữa. Đúng không? Rồi. Mà sợ nhà thì con nó đòi bán hả? À, nó đòi bán lò thịt á, con cô mới điện cho con lên. Dạ. Dạ. Đó, cô bán nhiều ăn cũng hết. Coi hình con ở trong đó, cô mới có. Đó giờ đâu có dạ. Bán chó đâu. Dạ dạ. Chó dạ. Là quê chú cũng ở ngoài đó luôn hả chú? Quê chú quận 3. À quê chú quận 3. Là người Sài Gòn. Dạ. Lên đây ở 10 năm rồi. Dạ. Tên gì cô? Cô tên gì cô? Nè con gần con đen. Này con đen, còn con này cũng cuốn. Còn đen. Con kia là con đẹp. Còn con này là con mù. Mù lắm. Là coi con trắng kia là Mina. Coi như là hôm nay là bạn gia con ba bé đúng không? Ba bé để là ba bé rồi chủ nhà trọ có chịu không? Chưa đâu quyền chú thôi. À. Chú nuôi mà. Không ý con nói hồi nãy chú nói là chủ nhà trọ không có cho nuôi gì nuôi gì đó. Đúng rồi. Nhưng mà ý nói bây giờ đưa bàn giao ba con, còn ba con thì chủ nhà trọ có cho nuôi hai không? Con nhỏ rồi. Còn có hai ha, còn có hai nhỏ là con mù với lại con dạ. Con trắng trắng. Chắc nhà trọ nè. Vậy hả? Chắc sợ chắc nhiều khi nói chung thì nhà trọ thì chắc người ta cũng có quy định nào quy hết á. Nếu mà nuôi nhiều quá con nghĩ là không được. Được. Với lại thứ hai người ta cũng sợ cắn mấy người chuyện này nọ. Cắn là nó cắn. Mà ảnh á. Nó không cắn ai đó, giờ không cắn ai đó, cái gì khô thì đúng rồi. Thì nếu mà đúng cái quy định đó là mình nuôi con bé chó thì mình phải để nhốt ở trong nhà. Đúng rồi. Trừ khi mà ra ngoài là theo cái sự mà chỉ dẫn của mình, gõ mõm vô dẫn bé ra ngoài, cho dù là chở nó lên trên xe cũng phải gõ mõm cho nó. Nhiều khi nó chạy ra đường thì người ta nhiều khi người ta té xe người ta chết luôn. Đúng rồi. Là mình mang quả chứ. Nó mới ra mà ai vậy vô nhốt. Dạ. Nó con đi hỏi thăm hả? Trời ơi con đi hỏi thăm quá trời luôn. Mà không, mà con hỏi thiệt cô nè, ví dụ như hôm nay con không nhận rồi sao? Nhận thì để nó đâu hay cái đó. Để nó đâu hay cái đó, rồi nó đồ bán hoài, rồi thịt hoài, rồi bán thịt cho. Rồi, chú đâu cho đâu thôi, luôn á, vừa đó. Dạ. Người cho người ta, người dạ. Lê coi tivi nè. Dạ, dạ. À, coi tivi rồi tối nè. Dạ. Coi mấy bữa gọi lâu rồi. Coi lâu đi.
con quay lên cho cô coi đi nha. Dạ. Con này là tên Linh Đen. Này chết đi ra bãi cỏ hay dính cỏ quá trời nè. Rồi cô ẩm đút đầu bé vô. Ông lão quân phụ ơi. Đúng rồi. Hai chào cả nhà, thì hiện tại thì Thi Lê đang có mặt tại cái đoạn đường Quách Điêu. Ở đây là quận gì? Vĩnh Lộc A, Bình Chánh. Thì hiện tại thì trước ống kính màn hình nè, cả nhà nhìn thấy nè, ba người. Ở đây bên đây là hai vợ chồng nghèo nhặt ve chai mỗi ngày, coi như là nhặt ve chai để về mà cu mang nguyên một đàn chó của nhà mình, đó là 6 bé cả nhà. Đó, trong 6 bé đó thì có sinh có, là lụm nhặt có nè cả nhà. Thì trước ống kính màn hình thì cả nhà nhìn thấy đây. Đây là con bé chó Bút, con bé chó Kiển. Thì con bé chó Kiển thì chắc chắn là người chủ không bao giờ mà bỏ đâu. Ví dụ như người ta chán trường rồi thì người ta cũng sẽ bán được. Nhưng mà cái lý do tại sao mà cái người cô lớn tuổi bên đây nhặt được thì cả nhà cùng nghe cái người cô tâm sự nha cả nhà. Cô ơi, cô tên gì hả cô ha? Tên Điều. Cô tên Điều. Cô Điều cho con hỏi nè, con bé chó Bút này nó bị mù bẩm sinh hay là lúc mà cô nhặt nó là nó bị mù sẵn cô? Phải, bà chị này nè, bà ta quýnh nó, rồi cái gì ta quýnh nó, ta quăng nó vào đường á để cho xe cán đi. Rồi cháu cô bà cô này nè mới ôm về, có nuôi nó, rồi có nuôi nó được không nổi, có cho cô nuôi. Dạ. Đó. Là cái năm rồi. Năm trời rồi. Là con bé chó này chủ nó đánh nó. Đánh nó giục về đường. Dạ. Rồi là có người cho cháu nội á, cháu nội nó mới đi ngang, ta nói là cháu này nó bù bị giục cho con xe cán luôn, mày ôm về ra cho con nuôi. Dạ. Rồi con nuôi 3-4 ngày, mà tưởng nó không có bù, ai về nó bù, nó lưỡi sợ đi làm, nó lưỡi ra về hầm, hồn chết. Dạ. Nó ôm xuống con nó bị cứu dùm đi sao, giờ tao đi hoài. Dạ. Sợ nó lưỡi xuống hầm chết, tôi nghiệp người nuôi đó, tôi nuôi nó nuôi. Dạ. Là cô con bé mù này cô nuôi được lâu chưa? Cô nuôi được năm rồi. Được năm hả cô ha? Là coi như là đến giờ ăn sao được phải đưa đúc, cho nó đút nó ăn. Đút nó ăn. Trời ơi. Nó ăn chút xích không à? Tội nghiệp quá trời luôn. Đút nhẹ hơn lắm. Là lúc mà cô nhặt nó mập đi luôn hả cô? Ốm. Ốm hả? Dạ. Rồi tổng cộng là ở nhà cô, ở nhà trọ đúng không? Mà cô nuôi là 6 bé. Là cả con bé này luôn á. 5 bé. Thì hồi nãy là cô bàn giao cho con là 3 bé rồi. Còn 2 bé nhỏ. Đó. Thì còn 2 bé nhỏ này. Con mù. Một mù bên con, này tôi mù. Giờ nuôi mấy mù không à? Dạ. Mà cho con hỏi nè, cô chú làm nghề gì mà sao nuôi? Cô đi lượm ve chai mà ổng cũng đi lượm ve chai luôn mà giờ ổng bệnh. Dạ. Cô ở nhà, ổng ở nhà cô đi lượm thôi, bệnh cô thôi. Dạ. Hai chồng tối ngày nhặt ve chai vậy đó. Có xe ve chai á. Con lượm con cá giật nữa kìa. Trời ơi. Con để nhà mà. Là có tôi coi như là đi lượm ve chai rồi coi như là bỏ lượm đỡ lượm. Ờ. Nhặt ve chai coi như là nhặt chó mèo luôn đó. Đó rồi mới vừa lượm con mèo mới lớn rồi. Trời đất ơi. Rồi không có khả năng rồi sao cô? Biết là mình lượm nhặt mình thương tụi nó rồi. Đó mà giờ tội quá. Dạ. Tội nghiệp đó, bỏ về đường rồi sao? Rồi hai vợ chồng nhặt ve chai gì đủ sống không cô? Hả? Ông làm nhiêu cho nó là vừa. Làm ngày nào sao ngày đó. Rồi hai vợ chồng cô chú có con hàng con trai đó đúng không? Thất nghiệp hả? Là coi như là định bán, ngày nãy nghe cô chú kể á, là định bán mấy bé chó luôn. Kêu bán đi mua thuốc thôi để cho kêu gọi chị lên cho chưa rồi điện không lên để nổ chị mượn tiền ta hết triệu bà về làm thì từ trả đói cũng đã đói rồi bán đói cũng hay đói rồi mà sao cô biết nó đẻ không được mà cô đi mổ vậy? Phải lần đầu rồi. Dạ. Em nói hồi đó nuôi á nè lượm nhanh về là có đi lớn này nè, nuôi lớn lên là tưởng nó đẻ. Dạ. Ai về nó bến cũng để nằm á hoài tới chiều cái đem ra ngoài á bị ngợp trong đó 7 con. Dạ. Nó tôm luôn tốn anh triệu. Cái về cái vừa cạnh vừa rồi đó là
không cần đẻ nữa là điện con đấy ha con. Dạ. Con để luôn rồi. Trời ơi, cô biết một ngày con nhận biết bao nhiêu cuộc điện thoại luôn á, nhưng mà đến chừng mà muốn gọi lại lục lại á thì cũng không có biết đâu á. Đó 10 tuổi vậy đó. Trời ơi, là bây giờ là cô bạn giao cho con là ba bé, bây giờ còn hai bé già này là hai bé già để lại. Con này, người này, con này, chị Lê. Con này hả? Con kia cắn á, mắt nè. Vậy hả? Trời ơi. Lòn mắt ra luôn á, dành gái á. Tội nghiệp dễ sợ luôn á. Còn mà con bé này cô đặt tên gì? Mù. Đặt tên mù luôn hả? Mù. Rồi, rồi xong đổi tên khác đi. Đặt tên mù luôn hả? Đó cả nhà, chiếc ống kính màn hình này thì cả nhà nhìn thấy nè. À, đôi khi là cuộc sống nó mưu sinh, nó khó khăn, nó cực khổ, cực nhọc lắm. Nhưng mà hai vợ chồng cô Điều này cũng rất là yêu thương động vật luôn cả nhà. Đó, cho dù nhặt ve chai thôi, nhưng mà thấy ai là ai dục, ai quăng là mang về hết luôn. Mà bây giờ con nghe, hồi nãy con nghe nói là chú bị bệnh hả cô? Đúng rồi, ông bị bệnh, ông ho ra máu. Ho ra máu luôn hả? Mà có đi khám chưa? Có, khám rồi. Là bị đi làm viện mà không có tiền nằm về. Mà người ta chỉ định là bị cái gì? Cái gì? Tắc nghẽn đường hô hấp. Đường hô hấp. Ờ thì phổ. nếu mà bị phổi như vậy là mình bây giờ mình khám mình điều trị sao? Là bây giờ người ta kêu nhập viện. Nhập viện. Mà đâu có đâu tiền đâu nhập. Vậy hả? Mà nhập viện là khoảng bao nhiêu tiền? Biết mình không gặp nữa. Kêu nhập viện vậy thôi, mà đâu có tiền đâu mà nhập. Vậy hả? Nghẹt quá trời luôn. Bây giờ vậy có mình ên cô đi à? Có mình cô đi à. Rồi nhà trọ mỗi tháng nhiêu tiền cô? Triệu rưỡi. Triệu rưỡi. Chưa tính. Triệu rưỡi cho. Vòng vòng là 2 triệu á. Dạ 2 triệu. 2 triệu mà một ngày nhặt ve chai bao nhiêu tiền? Nhiều khi nhiều thì được 300-400, ít thì được 200. Trời ơi vậy chắc. Dành dụm, ngày nào cũng đi đó. Vậy chắc thiếu tiền nhà 2 tháng. Trời ơi vậy chắc cũng là nhặt dữ lắm á. Chứ nhặt ve chai làm gì một ngày nhặt 300 ngàn. Đúng rồi. Trời ơi, trừ khi bữa đó có tiệc tùng người ta cho, ta dục cho. Có khi nào qua đường ta cho không? Có, ta cho luôn. Cho gạo. Rồi. Trời ơi khổ quá. Hai con mù con nữa. Trời ơi, hai con đều già hết trơn á. Thương lắm. Mà ăn xúc xích không hả? Ăn con này ăn xúc xích không à? Thịt lộn. Đứa 2 trứng về là đứa 2 trứng 2 trứng. Rồi có khi nào mà không có tiền cho tụi nó ăn không? Nè, nhiều khi cũng để dành cho nó mua, cũng để dành cho nó mua thiếu cho nó luôn á. Trời ơi, tí ghê chứ. Trời ơi, mù hả? Mù. Trời ơi, tên xấu dữ vậy. Mù chứ dữ lắm nha. Mà không biết sao mà liện con ta ra đường vậy trời. Quýnh nó. Điện còn con này, con bé này tên gì cô? Mina cũng bị muộn con luôn. Trời ơi, dữ rồi. Con kia cắn á. Dạ. Đen á. Đó, cả nhà thấy nè, cái hoàn cảnh của cô đều rất là tội nghiệp luôn. Thì hôm nay Thi Lê với lại cậu Dũng lên đây. Thứ nhất là nhận tổng cộng là 4 bé luôn. Một con bé chó bầu của cái người cô lớn tuổi này. Và ba con bé chó của cô Điều bị cái hoàn cảnh với lại là mình ở nhà thuê, nhà mướn của người ta. Thì bây giờ chủ nhà trọ quy định là cho để lại một con hai con gì đó để nuôi thôi. Chứ nhiều quá thì nó sẽ, tại vì cái nhà thuê nằm sát mặt lộ luôn, thì sợ chạy vô á, người dân phản ánh rất là nhiều, sợ bị gây tai nạn á cả nhà, xe cộ. Nên chủ nhà trọ không có cho cô Điều nuôi nhiều á cả nhà. Chỉ nuôi hai bé này thôi. Dễ thương quá à. Mù là tinh mù. Mù dữ không? Mù thôi à. Mù à. Đem về cô tưởng nó không có mù. Sao nó lùi lũi không? Giờ kỹ là mù. Dạ. Sao lũi ra mà sao hầm. Dạ. Ruộng nó chết. Nó dạ. Thôi, rồi rồi mỗi, mỗi ngày cô nhặt dây chai ở đâu? Đâu có lụm ở dưới bằng quẹo này chứ. Đi một vòng khắp nơi luôn hả? Đi vòng vòng cái gì đây. Mà quê cô ở đâu cô? Cô hả? Quê cô Quán Ngãi, Đức Phổ lận. Vậy hả? Còn chú? Quận 3. Còn cô ở đâu? Cô ở đây luôn. Cô ở nhà trọ luôn hả? Không, nhà có miếng đất con thấy rồi cho miếng đất kế bên. Ờ thì đó có nhà ở cũng đỡ. Cháu nội mồ côi. Cháu nội mồ côi. Cháu nội lại chở. Phải. Không, cô ở con kia. Cà no, thằng đó mẹ nó bỏ hồi 8 tháng. Rồi 29 tháng cha nó chết.
Trời ơi. Chết rồi, ngày có đi đám ma. Trời ơi, khổ quá thì khổ luôn. Rồi ông chồng thì giờ tai biến nằm nhà. Chồng cô hả? Đĩa gái nằm chỗ. Rồi giờ mình anh cũng cô cũng đi nhặt dây chai luôn. Đi nuôi đó. Trời ơi. Đó thì hôm nay thì con sẽ tiếp nhận con bé chó có bầu của cô. Con bé tên gì cô? Vàng. Tên Vàng. Với lại ba con bé chó của cô là con bé Đen, với lại con Cuốn, với lại con Đẹt. Đó thì bên con sẽ từ đây bắt đầu, cái từ đây con sẽ chăm sóc cho tụi nó ha cô ha. Tối nay cô con quay cho cô dạ. Con nha. Tại vì bên con cô cũng thấy rồi, bây giờ nó rất là nhiều luôn. Nhưng mà hoàn cảnh mỗi ngày thì nó cứ không bao giờ mà thuyên giảm hết trơn á, nó cũng lúc nào cũng tăng lên hết trơn á. Nhưng mà dạ. Thì bây giờ kệ, bây giờ có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Dạ. Với ngoài này là nó chết. Dạ. Ở cái trước hả, chưa có mạng con chưa biết cô hả, cô ba cô bán con kia kìa. Đừng cho nuôi, vô tao bán nó làm thịt. Nó đem về để cho nó nuôi, con chó nó đẹp lắm. Mà nó bự đó, ốm hơn con đó. Rồi bán cho nó. Về nó đưa cho 800 ngàn đó, về nuôi năn nỉ thôi, tưởng nó với nuôi qua làm sao làm thịt luôn. Trời ơi. Cô chứ cô đâu biết số con đâu, đâu dám nuôi nữa. Lẽ ra cô chưa biết con đúng không? Chưa có mạng. Chưa có biết. Dạ. Chứ biết là nói gì nữa. Dạ. Thôi con cảm ơn cô với chú nhiều nha. Cô chú cũng gắng giữ gìn sức khỏe nha. Thầy nhặt ve chai bây giờ có mình ở anh nhặt à. Con mình. Trời ơi, con chú giờ là ở nhà. Nhà bệnh. Trời ơi. Cái này tranh thủ tích góp tiền đi chú để mà đi khám bệnh. Chứ để mà nó xảy ra mà cái nguy hiểm á là mình có không... tiền mua thuốc, có mua uống từng liều không có là nhịn. Cái này là mình phải vô bác sĩ mình khám, rồi người bác sĩ sẽ cho mình cái toa thuốc, rồi ví dụ như mỗi tháng là bao nhiêu tiền thuốc đó. Chứ bây giờ hỏi chú á, bây giờ mình nhập viện thì mình cũng không có tiền đâu. Đúng rồi, không có khả năng nhập viện. Mà nhập viện con thấy vô cũng vậy à. Bây giờ thà là mình vô mấy chỗ tư á, phòng tư á, mình khám bệnh xong chụp hình siêu âm gì đó rồi bác sĩ sẽ cho mình cái toa thuốc đó.